Hey, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Minecraft Fisherman. Rồi, thì trong tập ngày hôm trước mình đã rất là may mắn luôn khi mà có được Vitini và Regigigas. Tập ngày hôm nay thì chắc mình sẽ đi tham quan cái khu rừng này nha mọi người ơi. Đầu tiên thì mình gặp một em thủy lửa nè. Em này mình có chưa nhỉ? À, chưa có mọi người ơi, em này là Banshee. À, mình chỉ có em khỉ hệ cỏ thôi. Em này mình vẫn tiếp tục dùng Whitbon luôn nha. À, ngon lành. Trời ơi, thu thập cho đủ ba em khỉ luôn mọi người ạ. Đó, em này thành công rất là dễ nè. Ô, phía bên này có một em gì nữa nè. Ô, lại là con này. À, con này là Rymap mọi người ơi. À, Rymap mình cũng chưa có luôn. Ôi thì bắt em bằng Whitbon thử coi. Và Whitbon, ôi không thành công rồi. Ai chà, vậy thì để mình chuyển qua Zangung vậy. Phone sweep một cái đi ha. Đợi chơi vậy nữa. Trời ơi. Cẩn thận rớt. Trời ơi, mới nói xong nó rớt luôn ạ. Em này thì bắt bằng Ultra Ball đi ha. Đang có tầm 200 quả Ultra Ball mà. Xài cho thoải mái luôn. Và lần này chưa thành công. Và lại bị cấu máu nữa chứ. Đúng đời nha. Vẫn tiếp tục là Ultra Ball thôi. Một em Rymap màu hồng. Dạo gần đây có khá là nhiều Pokemon màu hồng xuất hiện đó. Em này thành công rồi nè. Em Caterpie thì mình đã có rồi. Cùng Metapod thì sao ta? Chưa có Metapod. Ngon lành. Rồi thì cũng bắt luôn bằng Nespawn nha. Pokemon mà cấp thấp là mình ưu tiên mình bắt hết mọi người ạ. Và lần này xơi ngon lành nghe chưa, cũng không có gì đó xịn xò lắm. Ui, ngoài phía bên này mình thấy một em voi gì đó. Ui, to vãi chữ. Em voi. Đây là Cupraza mọi người ạ. Rất là to luôn, nhưng mà chỉ là level 38 thôi. Ui, mình khoái mấy em mà to bự như thế này nè, quá đã. Không thành công. Bình tĩnh, chúng ta có thể phone sweep em được mà. Ui, em này máu trâu đấy. Vẫn tiếp tục phone sweep em thôi mọi người ạ. Wow, nhìn cái vòi đó kìa, khủng lồ luôn. Kinh khủng thật. Em này thì còn quả nào ngoài quả Heavybone nữa. Cứ Heavybone thôi, kích thước khổng lồ mà. Đó, chính xác là cân nặng khổng lồ nha mọi người. Mình vào mình hồi máu cái đi. Lại là một em Kangaskhan. Để mình thử coi. Sacred Sword, nhánh của tỏi. Ôi trời ơi, xịn nha. Kangaskhan hả? Sao mà thoát được tôi? Trên này có một cái đen của em Pokemon gì đó mọi người ạ. Để mình thử xem như thế nào đây. Đen của em nào vậy? Sâu đấy. Helioptile. Mang hệ điện thì xác định nha. Tôi xài Crowden mà, nên là có hệ điện thì cũng dãnh của tỏi thôi. Ê, chọn mục tiêu mới được. Dánh cứu tới luôn rồi. Em này rớt được Qualot Perry. Cũng tạm tạm. Bên kia có em sâu gì đó nè. Sâu gì đó. Đây là Ovum. Bắt luôn nha mọi người. Bắt luôn chứ chờ đợi gì nữa. Không thành công.
Ở cấp 55 lận. Hàng chi. Cũng đúng thôi. Ui, nó kêu tiếng kìa, sợ chưa? Con sweep. Ây da, em này chặn đòn tấn công của mình nãy giờ hoài vậy. Vẫn tiếp tục là force sweep. Ây da, được thế nhờ. Force sweep phát nữa đi. Trời ơi, nó xài chiêu đạo nên là nó bị nó né được chiêu mọi người ạ. Trời ơi, nó chặn đòn tấn công của mình nữa nè, cay thế nhờ. Pokemon kiểu gì vậy? Trời ơi, nó là con sâu cát, hèn chi nó chui xuống nó trốn mọi người ơi. Cay vãi chưởng ạ. Tôi vã, đừng có trách nha. Trò cháy luôn. Tức lắm rồi. Bonita, Galarian nè. Ý, tình cơ gặp. Bonita mọi người ơi. Rất là cute luôn. Em này thì mình sẽ bắt bằng Whipple nha. Tình cờ gặp Ponyta Galarian cũng được hả chứ. Và lần này yes, ôi ngon lành liền. Em này gì nữa đây? Đây là Gossip Flu hả? Gossip Flu khá lạ đây. Nhưng mà mình sẽ bắt luôn bằng Nespawn đi ha. Dưới cấp 20 là mình ưu tiên Nespawn hết nha. Thật ra là dưới cấp 25 vẫn được á mọi người. Đó, thấy chưa? Thành công liền đó chứ. Phía bên này còn một em Pokemon gì đó nữa nè. Như là cánh đồng hoa hả? Fla Pepe. Fla bé bé. Chưa có luôn. Vẫn tiếp tục là Nespawn nha. Và thành công. Là bé bé đó thì có khá là nhiều dạng đó. Nhưng mà mình chỉ bắt một dạng trong tập ngày hôm nay thôi. Thiền Swan nào kia. Như mình cũng chưa đi gì phải. Ra nghĩ thử một cái đi nha mọi người. Thử cái thiền Suana này coi. Ui, có Master Chef nè. Ui, XP xe thêm một cái nữa. Quá đã. XP xe. Ok đó. Tranh thủ liền chứ. Khá là nhiều đồ ở đây. Cái Cooler Pop rồi mình sẽ lấy luôn nha. Cái nào lấy được là tôi vơ vét hết. Không chịu gì hết trơn. Rồi, ngon lành. Tức là chúng ta đã có được 3 cái XP xe rồi. Đó, vậy thì kinh nghiệm nó sẽ chia ra cho 3 em Pokemon được rồi đó mọi người ơi. Nhưng mà mình đang còn một cái XP on hơn là XP xe đó. Ồ, chỗ này là Tropical Rainforest đó hả? Ở cái vùng này hả? À, hay nha. Rừng mưa nhiệt đới. Ồ, là cây nó cao như vậy hả? Chính. Một em Pokemon mới nè, Emonga. Tên 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 tên. Tính bay đi đâu hả, Emonga? Đây là sắp bay á mọi người ạ. Mình sẽ bắt luôn bằng Whipple nha. Imon cực kỳ cute luôn. Và Whipple thành công. Mấy này quên kiểm tra. Chúng ta đạt được 28% Pokédex rồi. Nói chung là ngon đó. Ồ, phía bên này có một em Pokémon gì đó nè. Pokémon trái dừa hả? Dạ, cái gì vậy? Cái gì mà đi kiếm chuyện với tôi hả? Lì thiệt á chứ. Nó nằm đâu nhỉ? Nằm ở dưới à?
Đây đây, executor mọi người. Mấy trái dừa, dừa hay trái cái cao gì đó, mình sẽ bắt luôn bằng whip ball đó nha. Trời ơi, để phòng trường hợp là em biến mất luôn á. Đó, chắc cú. Ui, Venusaur, mọi người. Venusaur này. Tabubulu spawn. Tabubulu. Ây chà, một những em khá là khó nhằn ở mình đây. Đầu tiên vẫn tiếp tục là Whipple nha mọi người ơi. Và tưởng thành công quá chứ. Em có chịu scary face hả? Khó chịu vậy. Con sweep thôi. Ui, gì đây? Deep A hả? Ây à, có chiêu hồi máu luôn, dữ. Vẫn tiếp tục phone sweep em thôi. Hồi máu với tôi. Ây à, không sao, hồi máu như vậy cũng vẫn được, chấp nhận luôn. Giờ thì tôi xài quá gì đây? Chắc xài Thamabon vậy mọi người ơi. Thamabon. Ủa, chú thành công nè. Quay đó nha. Vậy thì phone sweep em thôi. Trời, cái gì đâu. Chò xuống còn một máu luôn. Em này có cái nội tạng gì đó, nó cứ bút máu lên liên tục mọi người ạ. Vẫn là Thamabon và chưa thành công nè. Hơi khoai đó. Còn sweep tiếp tục. Ui, bút máu luôn quay, khó chơi quá. Hồi phục cho Zangu đi. Nữa hả? Chơi lầy chơi lội, chơi mà bút máu nè. Quýnh xuống còn một máu luôn. Quýnh nó xuống còn một máu là nó bút lên 16,9% mọi người ạ. Ảo thật đó chứ. Vẫn tiếp tục là Thunderbolt và chưa thành công đây. Khó đó. Dữ ta, dữ quá ta. Tôi cho hẹo luôn nghe chưa. Công nhận mấy em này bắt khó lắm mọi người ạ. Hôm trước bắt Tabofini cũng vậy, cũng khó kinh khủng như vậy luôn à. Ôi phá. Ôi mình tưởng thành công. Rồi thiết nghĩ mình nên đem thêm một Pokemon nào đó nữa để hồi máu mọi người ạ. À quên, để run ngủ. Phải chi đem thêm một cái mon để ru ngủ á, thì hay biết mấy. Giờ đánh mấy tên rồi. Ui à, hồi máu nhiều quá vậy. Bình tĩnh thôi anh ơi, hồi máu gì mà nhiều quá hen. Làm một phát nữa cho choáng váng luôn nè. Chơi mà hồi máu hả? Vẫn tiếp tục là Thamabon nha mọi người. Vậy đó. Khó ăn lắm. Chẳng lẽ mình lại móc Master Ball ra để mình ăn kèo với mấy em này nhờ. Vì nó không được hay cho lắm đó. Em Tabubulu này nhìn nó đẹp ha. Có mấy cái sừng ở trên đầu kìa. Ôi trời ơi, xịn xò luôn.
Thôi, tập trung bắt đi mọi người. Vẫn tiếp tục là Thunderbolt. Và lần này, yes, trời ơi, cuối cùng cũng bắt được. Kinh khủng thật sự. Pokemon hệ bọ, hệ bọ và hệ độc. Thôi thì cho Charizard ra trận nha mọi người ơi. À, Spinarak, có vẻ như mình chưa có luôn đó. Trời ơi, một skill hệ lửa là dãnh của tỏi nghe chưa. Dust Ball thử phát đi, đang trời tối mà. Không có được là không có được. Biết bên này có vài Pokemon gì đó nè, Stinky hả? Stinky. Ờ, quả đầu tiên mình sẽ xài là Wood Ball đi ha. Trời ơi, còn suy nghĩ gì nữa. Đây rồi, ngon lành cành đào rồi đó. Phía này có một em gì đây? Ủa, đây là Timbon. À, mình cũng chưa có luôn. Trời ơi, tiện. Whitbon thôi mọi người ơi. Sai, sao bao nhiêu nỗ lực chúng ta vẫn thu phục được Tapu Bulu nha. Sai, ngon lành. Có em gì ở đây nhìn kỳ cục vậy? À, Dewpider. Ui, nhìn lạ lạ mọi người ạ. Em này thì chắc cũng xài Woodborn thôi nhờ. Đợi chơi nữa. Và thành công. Ây da. Ủa, đây đây rồi. Samagenta đã spawn rồi mọi người ơi. Ủa, đâu rồi? Ủa, em nằm phía bên này à? Samagenta. Wow. Ủa, đây là một cái con khiên hả? Ủa, đây nè, to vậy. À, một cái con khiên mọi người ơi. Xịn nha. À, bộ đôi kiếm phiên. Chúng ta phải cố thu phục để đổ một bộ mới được. Đây rồi, Zamazenta. Ui à, cũng thành công nha. Từ từ, vậy thì chúng ta cứ phone sweep trước đi ha. Ui, trâu vậy. Chắc vả thương cái đi. Như tôi mất hẹo đâu mọi người. Cũng ra gì đó. Và ăn cái nữa luôn. À, mỗi lần có 13% máu đúng không? Ok, để mình tính thử. Đúng không? À, 13% máu thật. Ok, mình cứ vả từ từ thôi. Gì đâu. Gì đâu phải xoắn. Ui, thôi thôi thôi, được rồi, vả được rồi. Critical hit mọi người ơi. Ờ, nó mà critical cái mà em này hẹo luôn thì thôi. Nó khóc ròng cả đêm luôn quá. Zamazenta. Ngon nha. Ủa, tên thứ 8 rồi nè. Bon sweep em. Vẫn tiếp tục là phone sweep nha mọi người ơi. Tên thứ 9 rồi nè. Ôi, nó trâu, kinh khủng trâu luôn. 10 tên rồi hả? Kinh vậy. Đây, và ổ máu cho nó xuống còn một máu thôi. Chúng ta sẽ tiến hành đi bắt nha mọi người. Trước tiên thì mình sẽ hồi máu cho Zangu trước cái đã. Ờ, trời đang buổi tối. Chúng ta có thể sử dụng Dust Ball đi. Biết đâu em này vẫn chịu. Giống như em Zacian thì sao? Cùng đợi xem nha. Hy vọng. Ồ, không được. Rồi, quả Dust Ball.
thứ hai. Và lần này, ô, mình thấy nó chậm chậm, các bạn có thấy chơi chậm không? Nó giống giống quá nhờ. Giống nó thành công quá chứ nhờ. Quả thứ ba, coi thử như thế nào nha. Và ui, khó khó. Quả thứ tư, vẫn là dust ball thôi mọi người ơi, trời đang tối mà. Ui à, ai da, bánh đau vậy? Tưởng cái này chỉ phòng thủ rồi chứ, không công đau kinh. Quay cái khiên nữa kìa, nhìn xịn vậy. Rồi, chắc quả dust ball cuối cùng vậy. Không được thì tôi chuyển qua Thunderbolt. Giờ đang là cái tên thứ 18 rồi nè. Nên là Thunderbolt nó sẽ có tác dụng rất là cao đó. Ok, tiếp tục là Thunderbolt. Hy vọng lần này Thunderbolt có thể làm nên điều gì đó. Và ui, không được. Tưởng được là húp luôn rồi chứ. Hồi lại máu cho Giang Ngu đi. Ôi, hay là mình cho bạn đồng hành của nó ra nhờ. Ồ, Sashian ra. Hai đứa nhìn mặt nhau một cái đi. Nhìn đẹp chưa? Cái họa tiết của tụi nó đẹp quá mọi người. Lần này thì Hammerbone biết đâu lại có tác dụng. Nghe. Ui da, khó khó khó. Vẫn tiếp tục là Thunderbolt nha mọi người. Mình đánh 23 tên rồi đó, tin chưa? Và lần này, ui vẫn chưa được. Ây à, hoài đó. Tham quan nữa nè. Và yes, ta là một ngày hai em quá xịn xò luôn. Ồ, trước tiên thì chắc mình đi bắt thêm một vài em bọ đi ha. Có con bọ gì nè. Bọ gì ở đâu vậy? Ở dưới đây hả? Ở đây, đây. Tên đây là Rikitot. À, một loài kiến mọi người. Em này thì chắc bắt gọn bằng Nespawn là được rồi. Mới cấp 10 thôi. Phải nó bằng kiến không ta? Hay là bò rùa vậy? Tôi cũng không rõ nữa. Nhưng mà gặp là bắt thôi. Bên đây có một cái Pokemon gì đó mới nè mọi người ơi. Đây. Uầy, đây là Thiếp Full hả? Uầy, Thiếp Full mọi người ạ. Mình chưa có em này luôn. Yeah, cũng hợp lý á nhờ. Thôi thì Whipon thôi nha. Đợi chơi gì nữa. Cấp 25. Ôi ôi, thành công luôn nè, ngon lành. Còn cái em sâu này ở đâu nhờ? Sâu dưới đây à? Mình nghe tiếng nó đâu đây nè mọi người. Đây quá. Mình nghe đâu dưới đây nè. Đây. Chạy đâu con sâu này. Ui, điều kiếm nãy giờ đó. Oh, boom. Vẫn là em này. Cấp 55 nha các bạn ơi. Hey, hồi nãy là tôi bắt hụt. Bây giờ tôi phải vào tôi bắt trúng mới được. Và Whipon. Ui, không thành công rồi đó. Ok, vậy thì phone sweep em thôi.
quên. Trời ơi, đấu hôm nay sao được, em chơi em chạy không mà. Chơi lầy luôn ạ. Chơi lầy, chơi mà chạy. Đại rồi. Không sao, không cần phone sweep chúng ta vẫn cấu máu được, gì đâu. Từ từ, trước mắt là hồi lại máu đi. Chắc mình xài 2 hit nữa, chắc em không cũng không có hẹo đâu ha. Mình đang sợ em hẹo thôi. Sợ cái critical hit đó. Ủa đây, đây, đây. Rồi, 1 hit nữa mình nghĩ là ok đó. Làm hit nữa đi. Đây rồi, đúng 2% máu. Cái em này nha, xác định với tôi nha. Tôi đi tôi hồi máu lại cái đã. Ai, vì nè em đang ở dưới hang nên chúng ta có thể tận dụng được quả respawn nha mọi người ơi. Dưới hang thì điều kiện bóng tối á, nó cũng khá lý tưởng để mà sử dụng respawn đó. Đây rồi, tưởng thoát khỏi tay tôi hả? Respawn ra trận. Và chạy đâu con sâu. Đó. Trời ơi. Sneevy, mình chưa có em này. Sẵn tiện thì bắt luôn nào. Ờ, Whipple ra trận nha. Rắn lá mọi người. Wow. Tuổi thơ đó. Ủa, và cũng giống như những em Pokemon khởi đầu khác thì rất là khó bắt luôn. Còn sweep trước cái đã. Cấp 16. Chúng ta có thể tận dụng được rất là nhiều quả khác nhau nè. Đầu tiên là Nest Spawn. Đó, Nest Spawn và Liverpool. Và đây rồi. Trời ơi, vậy em mới chịu hút phục đó. Em này em gì đây? Ôi, Musery. Ê, mình cũng chưa có luôn nè. Tiện. Hấp lưỡng ấy. Ê, Whipple nha mọi người. Tiện thể là bắt lẹ luôn á chứ. Để chơi cái gì nữa. Đây ơi. Ôi, trong rừng có khá là nhiều bó mà mình chưa có nè. Scovet. Em này là Applin. Ui, quả táo. Ờ, Pokemon quả táo nè. Chắc vẫn tiếp tục là phone sweep thôi. Hình như cái quả táo này nó tiến hóa lên con rồng đúng không ta? Trời ơi, ngon lành. Nói chung thì hôm nay cũng rất là hên. Khi mà chúng ta có được em Tabubulu cùng với lại Zamazenta. Uầy, em Zamazenta này em cầm cái gì đây? Đây là Rustic Seal. Em này thì ôi trừ ắc thắc, nhưng mà cộng special ắc thắc. Nhưng mà em này thì mình nghĩ là xài ắc thắc là chính chứ nhờ. Kích thước là small. Ôi, nói chung là cũng không ngon rồi. Ây chà. Rồi. Đấy, quên, để mình cho em ra ngoài thử coi. Ủa, to nha. Kích thước small nhưng mà to quá vậy. To với chưởng ạ. Em là cái khiên mọi người ạ. Rồi tiếp theo là Tabubulu. Tabubulu này thì được special attack hả? Tức là small thôi. Ồ, cũng không có gì xịn sò. Em này cởi được hả? Bay được không? Ui, bay được. À, cũng giống như Tabulili thì em vẫn bay được mọi người ạ. À, em này là Pokemon hệ tiên và hệ lá. Necromaspo nè. Ngon lành. Con uống công tôi đứng đây tôi chờ nãy giờ. Đây rồi. Necroma mọi người ơi. Necroma. Nằm dưới đầu á? Dưới này hả? À, Necroma. Trời ơi. Ui sao nhỏ xíu hả? Wow, nhìn rất là đẹp luôn nha mọi người, nhưng mà hơi nhỏ. Nhỏ quá.
tiên thì chúng ta vẫn tiếp tục sử dụng là Whipple nha. Em này thì cấp 65. Cũng trong tầm kiểm soát đấy. À, Whipple. Yes. Trời ơi, còn chia nhiều quả, em chỉ cần một quả là đủ rồi. Ui, đỉnh vậy. Ui, tiếng gì ạ? Tiếng của Ultra Boom Hu người ơi. Ô, và em này có luôn là Solarizer. Cái này là... Ồ, từ từ. Vậy thì nó sẽ có hai máy các bạn ạ. Là Solarizer và Lunarizer. Dùng để kết hợp với lại Lunala nè. À, và Solgaleo đó. Ui, em này tăng speed quá ngon luôn kích mạng. Nhưng mà kích thước puppy hàng chi tí hon như vậy. Tăng speed trừ special defense cũng không sao, nghĩ là chấp nhận được. Ui, nghe tiếng là xịn nha. Wow, Necroma sai. Ok, thì mình nghĩ là tập ngày hôm nay tới đây là được rồi mọi người. Trong một tập mà chúng ta bắt được ba em, bao gồm là Necroma, Tabubulu và em cuối cùng là Zamazenta. Đó, chúng ta đã đủ được bộ đôi kiếm khiên rồi nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Nếu các bạn thích video lần này, đừng quên cho mình một nút like, đăng ký kênh và ấn vào cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được thông báo mới nhất mỗi khi mình ra video nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye! Thank you.